Hai mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình. Các bạn ơi, cũng đã lâu rồi mình không có làm về một cái món nước uống nào hết đó các bạn. Cho nên là hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn và mình cũng chia sẻ với các bạn về cái cây kim tiền thảo này nha các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về cây kim tiền thảo, mà cây kim tiền thảo này cũng trị được nhiều bệnh lắm các bạn. Đặc biệt là những cái bệnh về đường tiết niệu nè, về sỏi thận nè các bạn. Đây, và đây chính là cây kim tiền thảo này các bạn. Cái đám kim tiền thảo này của mình nay cũng đã lớn rồi các bạn, cho nên là mình mới quay. Do đợt trước thì mình cũng thấy nó còn nhỏ cho nên mình không quay. Ở cái giai đoạn này các bạn là những cái cây kim tiền thảo của mình là chuẩn bị là sắp sửa là có bông nữa các bạn. Do hiện tại bây giờ là nó chưa có bông đó các bạn, chứ bông của nó là màu tím tím nha các bạn ơi. Bạn nào hiểu về kim tiền thảo thì mình không dám khoe khoang. Còn những cái bạn nào mà chưa có biết về cây kim tiền thảo thì hôm nay xin phép cho mình chia sẻ về cái cây thuốc kim tiền thảo nhé các bạn. Kim tiền thảo này thường khi người ta còn gọi là đồng tiền long á các bạn. Đây nè, trên những cái lá của nó có những cái cọng lông lông trắng 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 rất là mịn đó các bạn. Nhưng mà cái đây là những cái lá này là lành tính hết nha các bạn, chứ không có độc tố gì hết nhé. Cái đám này của mình năm nào mình cũng chừa lại giống để mình không cần trồng đâu các bạn, mình chỉ việc chừa lại một cây để cho nó ra bông thôi. Nó ra bông và nó có cái hột á các bạn. Khi nó có hột rồi xong rồi cái nó tự động nó mọc lên nguyên đám vậy các bạn. Cái đám này của mình mà chắc nấu thì chắc cũng được hơi lâu đó các bạn. Cái cây kim tiền thảo này các bạn cứ để cho nó già hơn xíu nữa. Bây giờ cũng ăn được rồi các bạn, cũng nấu nấu ra uống được rồi các bạn. Thì mình để lại cho nó có bông rồi các bạn. Rồi sau đó mình đem đi phơi khô các bạn. Cái này á thì hồi khi mình nấu nước để uống các bạn ơi, mình dùng từ 5 đến 7 cái nhánh như thế này nè các bạn. Đấy, 5 đến 7 nhánh như thế này là mình nấu 2 lít nước này các bạn. Mình nói nhánh thì chắc các bạn không có hình dung ra được là nhánh nó lớn cỡ nào đâu các bạn. Mình cứ dùng từ 150 đến 200 gram cái tươi á các bạn, là mình sẽ nấu được 2 lít nước, từ 1 lít 7 đến 2 lít nước nha các bạn. Và mình nấu khi nào mình nấu cái kim tiền thảo này của mình á là khi nấu sôi lên, các bạn nấu sôi lên khoảng chừng 20 phút. Rồi các bạn mới nhấc ra. Các bạn nhấc ra thì các bạn không nên chế ra liền. Và các bạn nhấc ra các bạn cứ để im vậy, các bạn đừng có mở nắp, đậy nắp như vậy luôn. Là các bạn để tầm thêm cho mình là 20 phút. Là khi mà sau 20 phút các bạn chế ra thì nó có cái màu rất là đẹp nha các bạn. Nó có cái màu tím tím y như là cái thân đây nè, cái thân của cái kim tiền thảo này nè. Mình có nấu ở trong kia, chút nữa mình sẽ cho các bạn biết là cái nước của nó như thế nào nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ về cái kim tiền thảo này các bạn. Cái kim tiền thảo này của mình đó các bạn, có thể trị sỏi thận nè, rồi sỏi tiết niệu, sỏi bàng quang đồ đó các bạn. Trị cũng rất là tốt nha các bạn. Còn nó có thể là bị trị được thêm cho mình bệnh trị nữa các bạn. Bệnh trị mà thường khi những cái bệnh nhân mà có bệnh trị thì cảm thấy rất là khó chịu, cho nên là cái trong cái cây kim tiền thảo này của mình cũng có thể là hỗ trợ điều trị bệnh trị nữa nha các bạn. Nói về điều trị sỏi đồ á thì thường khi thì ở bên Tây y Đông y á thì người ta sẽ kết hợp thêm vài thứ vào nữa để mà điều trị. Còn nếu mà các bạn điều trị cái bệnh trị không thôi, trị không không á, thì các bạn có thể là dùng mỗi ngày các bạn dùng 150 gram cái này nè. Là các bạn sắc uống, là các bạn không phải là sắc uống hàng ngày luôn nha các bạn. Là cứ một tuần mình uống từ 2 đến 3 ngày, 2 đến 3 lần. Ý là 2 đến 3 ngày mình nấu và trong vòng một tuần. Chứ các bạn đừng có nên lạm dụng nhiều quá, tại vì cái cây kim tiền thảo này của mình nè, nó có cái tính mát á các bạn, cho nên là mình không nên uống nhiều, vì nếu mà uống nhiều á thì có thể gây hại huyết áp nha các bạn. Cho nên là những cái bệnh
Những nào mà các bạn nào mà có cái bệnh chứng huyết áp thấp thì các bạn hạn chế, không nên uống nhiều nhá. Uống thì có chừng ước chừng số lượng thôi, có liều có lượng nha các bạn, không nên uống nhiều. Còn bạn mà những các bạn mà hoặc là những cô chú anh chị bác nào á, với các bạn cao huyết áp thì uống vô thì rất là tốt nha các bạn, nhưng mà các bạn cũng không nên uống quá nhiều, tại vì cái gì cũng vậy hết. Vì khi mình uống quá liều, quá nhiều và mình cứ ngày nào mình cũng uống thì sẽ không tốt cho sức khỏe các bạn ạ. Uống thì mỗi một tuần mình chỉ uống từ 3, tối đa là 4 lần nha các bạn, là tối đa nha. Mỗi một, một một ngày như thế thì mình cứ uống như là uống nước mát vậy các bạn. Nhưng mà ngoài việc uống cái mình không thể nào mình dùng thay thế 100% nước lọc nha các bạn. Mình chỉ uống ước chừng là khoảng chừng một ngày mình uống tầm 2 3 đến 4 ly cái kim tiền thảo này, với mỗi lần tầm 150 ml đến 200. Cái đó là uống để trị bệnh nha các bạn. Còn nếu mà uống để cho mát á, thì các bạn không nên uống nhiều nhá. Mỗi ngày các bạn chỉ nên uống khoảng chừng 500 ml được rồi, 500 ml nước á các bạn. Nước của kim tiền thảo này nè là các bạn uống nước mát. Nhưng mà không nên uống hàng ngày nha các bạn. Mỗi mỗi một tuần thì mình cũng uống tầm 3 đến 4 lần thôi là tối đa nha các bạn. Còn nếu mà uống sương sương thì mình chỉ tầm uống một tuần mình nấu 2 lần thôi, là uống để thanh lọc cơ thể mình đó các bạn. Cũng rất là tốt nha các bạn. Đặc biệt đó các bạn, mình khuyến cáo là tại vì nói có sách thì mách cũng có chứng hẳn hoi, là người ta cũng nghiên cứu rồi, những cái phụ nữ mà đang cho con bú và đang mang thai á, thì không nên dùng cái kim tiền thảo này nhé các bạn. Tại vì nó có tính mát, hạ huyết áp á, hạ đường huyết nữa, cho nên là không, tốt nhất là các chị em phụ nữ mang mang thai không nên uống nha các bạn. Còn nói về cái nước kim tiền thảo này các bạn, khi các bạn nấu xong xuôi rồi, các bạn chế ra rồi, để mình đi lên, mình vào trong này mình lấy cái ly nước kim tiền thảo của mình ra nhé. Đây rồi, đây các bạn, cái ly nước kim tiền thảo của mình nè các bạn ơi. Cái ly này của mình là 200 ml nha các bạn, và đầy cái ly này 200 ml, và đây chỉ có tầm 180 thôi các bạn. Cái kim tiền thảo này các bạn thấy có cái màu rất đẹp không? Cái màu khi nấu ra thì nó như cái thân màu tím tím của cái cây kim tiền thảo đây nè. Đó, trong cái thân cây y hệt cái màu tím tím như thế này. Các bạn có thể dùng cái kim tiền thảo này các bạn cho vào nấu, các bạn cho vào tủ lạnh. Để khi nó lạnh lạnh uống thì rất là mát, và giống như là khi mình uống á, là nó giải khát cho mình đó các bạn. Các bạn ngoài các bạn khi các bạn nấu ra thì các bạn cho, nếu các bạn muốn thì các bạn cho một xíu đường vào cũng được các bạn. Cho một xíu đường vào uống thì cũng rất ngon. Nhưng mà không cho đường uống thì cũng rất ngon nha các bạn. Tại vì những cái có những cái cô chú anh chị á, đôi khi có những cái bạn đó thì bị bệnh tiểu đường hay sao thì mình không nên dùng đường nhé. Mình sẽ dùng cái nước không không thôi, mình không cho đường vào. Còn những cái bạn nào mà bình thường thì muốn uống một xíu đường thì vẫn cho vào uống thì rất là mát nha các bạn, không sao hết. Mình còn còn có một cái về một cái phần về nói về cái lá kim tiền thảo này các bạn, là cái lá của mình, lá này nè. Khi mà các bạn bị mụn nhọt á, ý là mụn nhọt mà nó mụn nhọt mà to to đấy, mà khi nó nổi sưng lên nó đỏ đỏ đó các bạn sẽ hái cái lá này. Hái từ 5 đến 10 lá, các bạn giả cho thiệt là nát lên, các bạn đắp lên trên cái mụn nhọt, với điều kiện là cái mụn nhọt đó chưa có vỡ ra nhé các bạn. Mình sẽ đắp vào trong đấy, mà mình đắp ở ngoài vết thương thôi chứ mình không đắp vào trong vết thương nhé. Cái mụn nó vừa mới nổi lên mình đắp lên là nó cũng có hiệu quả để nó trị viêm cho mình đó các bạn. Tại vì trong cái lá kim tiền thảo này nè có chất kháng viêm nữa, thành ra là có thể là đắp vào mụn nhọt mà lúc mà mụn nhọt nó chưa có bị vỡ ra, và mình cũng không có khều, chỉ có đắp ngoài da thôi nha các bạn, cũng rất ok nha các bạn. Ngoài ra thì cái cây kim tiền thảo này của mình á thì nó cũng rất là dễ sống các bạn. Những cái cây này của mình á, do là mình không có trồng ra ngoài, mình để mọc tự tự nhiên luôn á các bạn. Thành ra là cái những cái lá tán lá của cây đây nè, cây kim tiền thảo này nè, là nó không có xòe rộng được. Còn nếu mà nó cái cây này mà mọc riêng ở một chỗ, là cái chỗ
đất trống đó, các bạn không có những cái cây chen lấn vào á, những cái cây cọ hoặc là những cái cây khác chen vào, thì cái bề rộng của một cái cây kim tiền thảo này mọc á, là nó khoảng chừng được 1,5 m đến 2 m² nha các bạn. Tại vì một cây nó khi mà không có cái gì chắn vào thì nó sẽ tán rất là rộng. Cho nên là nhà bạn nào mà trồng, đôi khi trồng 1 đến 2 cây thì cũng đủ uống rồi các bạn. Tại vì mình lâu lâu uống một lần mà, chứ mình đâu phải là mình ngày nào mình cũng uống đâu các bạn. Cái cây kim tiền thảo này nè, là cứ đến tầm tháng 10 âm lịch đó các bạn, là tháng 9, tháng 10 á, đầu tháng 10 là bắt đầu những cái bông nè, ở trong mấy cái ngách lá này nè, là nó sẽ bung bung ra những cái nụ bông và màu tím tím khi mà nó nở ra, rất rất là đẹp các bạn. Mỗi năm cái đám này của mình nè, nở ra nguyên một đám bông màu tím tím, đẹp lắm các bạn. Do hiện tại bây giờ mình nôn nao mình quay quay cái video á, lên cái video á các bạn, cho nên là chưa có bông á, thành ra là nó chưa có được đẹp lắm. Nếu mà có bông mà vừa đẹp mà ha, vừa có nước uống giải khát mà ha, vừa trị được bệnh nữa các bạn. Đến đây thì cái video về cái mình chia sẻ về cái cây kim tiền thảo của mình nó thì nãy giờ nói chung cũng dài rồi, cũng được 10 phút 11 phút rồi các bạn. Mình cũng xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Các bạn nhớ nhé, tuyệt đối những cái bạn mà mang thai và đang cho con bú thì tuyệt đối mình không nên dùng cái cây kim tiền thảo này nha các bạn. Còn những cái cô chú anh chị và các bạn nào có bị bệnh tiểu đường thì vẫn dùng bình thường được nhé. Đặc biệt là huyết áp thấp thì không nên dùng nhiều, chỉ dùng một một ít thôi, không nên dùng nhiều nhé. Còn huyết áp cao thì cũng vậy, mình dùng có liều có lượng hẳn hoi nha các bạn, không nên dùng quá liều nha. Thuốc nào cũng vậy hết đó các bạn, cho dù là thuốc tiên cũng vậy thôi các bạn. Cho nên là mình phải tuân thủ khi mình dùng tất cả những cái loại thuốc nào, và đặc biệt là những cái loại thuốc lá cây như thế này thì nó rất là phổ biến. Đôi khi mình dùng á thì các bạn cứ nghĩ dùng nhiều thì nó mau hết bệnh, nhưng thực ra nó không phải đâu các bạn, nó sẽ có tác dụng phụ của các bạn. Các bạn mà dùng quá liều, tác dụng phụ của nó sẽ gây ra là đau đầu này, đau bụng này, chóng mặt này, cho nên là mình không nên dùng quá liều nha các bạn. Thôi đến đây thì nãy giờ mình cũng nói nhiều lắm rồi các bạn, mình sẽ kết thúc video đây nhé. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau của mình. Nếu các bạn xem thấy hay và bổ ích thì các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và cho mình một like, và cũng chia sẻ cho bạn bè cùng xem nữa nha các bạn. Bye bye các bạn.